Ngày 25 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga đã bất ngờ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không không quân tại quân khu trung tâm. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, việc kiểm tra bất ngờ này được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Putin, đồng thời là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, và nhằm tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tập trận chiến lược trung tâm 2015. Lệnh sẵn sàng chiến đấu được gửi tới cho các đơn vị liên quan vào lúc 13 giờ theo giờ Moscow. Cuộc kiểm tra đột xuất này sẽ kéo dài tới 28 tháng 5. Trong quá trình tập trận, sẽ kiểm tra khả năng triển khai các hệ thống chỉ huy máy bay trong điều kiện thực địa và tổ chức đảm bảo đầy đủ hoạt động cho không quân tại các khu vực mới triển khai. Quá trình kiểm tra sẽ đánh giá khả năng đáp trả các cuộc không kích của đối phương, xác định phương hướng tiếp tục phát triển lực lượng và phương tiện không quân, phòng không để phòng thủ vững chắc.